xin mời đại diện khách quốc hậu quốc đại ạ. Thì hiện nay xin mời quý vị đến đăng ký đi bộ, chúng ta sẽ cùng check in theo từng line nam và nữ, sau đó mình sẽ nhận trang phục và mình sẽ cùng chụp hình với bạn trước ạ. Thưa quý vị, hiện nay thì các khu vực cung cấp nước cho tất cả đã bắt đầu hoạt động, mà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhận nước để cùng tiếp thêm nguồn năng lực cho cái buổi đi bộ ngày hôm nay ạ. Xin trọng kính mời ạ. Được mời nghệ nhân Nguyễn Phước Quý Thành ạ. Cái gì đó đặt dán mặt mà đặt xin được mời nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ từ nhà văn hóa thanh niên. Tuổi nhà văn hóa thanh niên à. Mời Hoa hậu Hoàng Cầu Phạm Kim Ngân ạ. Xin được mời Hoa hậu Hoàng Cầu Phạm Kim Ngân ạ. Lâu quá. Xin mời đạo diễn Kết Quốc Tạ Nguyên Phúc ạ. Xin mời ạ. Xin mời Hoa hậu Hoàng Cầu Phạm Kim Ngân ạ. Và các bé đến từ trung tâm. Quần trắng đâu? Tại em suy nghĩ về skill. Quần đâu? Mà không vừa. Xin mời Miss B Ban Mai ạ. Xin mời Miss B Ban Mai ạ. Chuẩn bị sẵn sàng cho Working Day ngày hôm nay của chúng tôi quý vị nha. Xin được mời các bạn tình nguyện viên của UNESCO CB, chúng ta sẽ cùng với bà trước là cùng xếp cái vị trí cho các bạn và khán giả. Xin phép được nhắc lại, xin mời các quý vị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận 7, xin mời ban tổ chức, xin mời đại diện lãnh đạo của Liên hiệp UNESCO Việt Nam, xin mời các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ danh dự. Sẽ là các bạn thiên nhiên của chúng ta. À. Xin mời các phụ huynh của chúng ta hãy giúp Phương Liên là hỗ trợ, cũng như là các bạn tình nguyện của chúng ta hãy hỗ trợ để cho tất cả quý vị ngày hôm nay sẽ có một vị trí đứng thật là lý tưởng theo đúng cuộc sắp xếp của chúng tôi ngày hôm nay quý vị nha. Và Phương Liên cũng sẽ được mời tất cả các anh chị hôm nay chúng ta đang cùng tham gia trong ngày hội đi bộ vì gia đình và cộng đồng của chúng ta, vì sức khỏe của chúng ta. Xin mời quý vị hãy cùng nhanh chóng chúng ta có thể là di chuyển về khu vực phía trước của sân khấu được không ạ? Liên vẫn thấy rất nhiều anh chị của chúng ta vẫn còn đang đứng rải rác ở khu vực bên ngoài, nên chúng tôi rất là mong nhận được sự cộng hưởng và nhiệt tình của tất cả các anh chị ạ. Dạ, xin mời Hoa hậu Thu Hoài ạ. Dạ, mình đứng ở đây trong cho em ạ. Dạ, xin mời đại sứ danh dự Hoa hậu Thu Hoài ạ. Dạ. Chị Hoài đứng ghế bên phải em ạ. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ khai mạc của ngày hội đi bộ Working Day được nằm trong dự án Commit Việt Nam của trung tâm UNESCO CB phối hợp cùng trung tâm văn hóa và thể thao quận 7 tổ chức sẽ được bắt đầu. Xin chào quý vị, tất cả quý vị chúng ta cùng đứng vào hàng để chuẩn bị cho lễ khai mạc sáng nay ạ. Xin chào quý vị, tất cả quý vị. Vâng, và nếu như quý vị nào của chúng ta hiện tại tại thời điểm này mà quý vị vẫn chưa hình dung được mình sẽ đứng tại khu vực nào, thì quý vị có thể một là liên hệ với ban tổ chức của chúng tôi trong ngày hôm nay, hai là sẽ một lần nữa lắng nghe sự hướng dẫn của Phương Linh để giúp cho quý vị không có cần phải lo lắng về việc là hôm nay mình sẽ đứng ở vị trí nào trong cuộc hành trình của chúng ta trong ngày đặc biệt như thế này quý vị nha. Khu vực đầu tiên một lần nữa Phương Linh xin được nhắc lại vẫn sẽ là khu vực của những quý vị lãnh đạo, khu vực của các vị lãnh đạo thành phố của chúng ta, các nghệ sĩ ưu tú là những đại sứ danh dự và các khoa á hậu, chúng ta sẽ cùng nhau đứng tại hàng ngang đầu tiên trước Phương Ly thưa quý vị. Và nếu như tính từ khu vực phía sân khấu của Phương Ly quý vị nha, hoặc là bây giờ tính một cách dễ dàng nhất là khu vực vị trí đứng của quý vị tại thời điểm hiện tại, nhìn lên sân khấu đi. Nếu như quý vị nào của chúng ta là các văn nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng thì đứng với Phương Ly là khu vực phía bên trái của quý vị ạ. Dạ, thứ năm sẽ là khu vực đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển và xuất phát. Sau đó chúng ta sẽ cùng tại khu vực trước khi đến đường Phạm Thái Bường thì quý vị sẽ cùng rẽ trái tại khu vực này. Rẽ trái vào khu vực Phạm Thái Bường thưa quý vị, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển và rẽ phải tại khu vực đường B. Thưa quý vị, đó, rất là rõ ràng nha. Tại khu vực đường B xong rồi quý vị sẽ cùng rẽ phải vào khu vực đường Nguyễn Văn Linh và sau đó chúng ta sẽ cùng rẽ về bên phải tiếp tục để đi về hướng của đường Tôn Dịch Tiên và sau đó chúng ta sẽ cùng di chuyển trở lại khu vực sân khấu chính. Và quý vị nhớ nhé, khi chúng ta quay trở lại.
4 thưa quý vị, rất lâu rồi quý vị ạ. Và nơi chúng tôi mong muốn lan tỏa đó chính là sẽ cam kết vì một Việt Nam tốt đẹp hơn. Và không chỉ ở đây, chúng tôi mong muốn là tạo dựng một cộng đồng những bạn trẻ yêu thể thao. Và chúng tôi cũng mong muốn một điều đặc biệt hơn nữa là kết nối trong những bước chân của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo chính quyền các cấp, xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Hải Yến, Phó Chủ tịch Đông Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của quận. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, quận 7. Xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Cẩm Hùng, trưởng bộ văn hóa thông tin quận. Đại diện đối tác, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu bà thể thao quận 7. Và cuối tháng 7 của hợp thực hiện, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu ông Trác Tùng Nguyễn, Chủ tịch Phương Việt Hội Điện Quốc, đơn vị của hợp thực hiện. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc công ty truyền thông đời sống trẻ, đơn vị của hợp thực hiện. Để trao món quà đặc biệt này mà tất cả chúng ta đã đi bộ tìm được á.
đang đi tới một tương lai mở ra với 1.672 người đi bộ ngày hôm nay, với sự xuất hiện của rất nhiều những văn nghệ sĩ, những hoa hậu, á hậu, những người có sức ảnh hưởng, những cộng đồng TikToker và đặc biệt là tất cả quý vị, chúng ta đã mang đến cho trẻ em nghèo có một cái Tết thật sự là ấm no. Chúng ta đã kiếm được, chúng ta đã đóng góp được 501 triệu đồng mà. Xin đồng thời đại diện của công ty Game Vinlife sẽ trao cái món quà này cho bà. Chúng các bạn đã đóng góp vào quỹ và đã mang đến rất tuyệt vời cho ngày hôm nay. Con số kiếm được là hơn 500 triệu đúng không ạ? 501 triệu đồng ạ. 501 triệu đồng. Một cái nữa, vỗ tay cho tinh thần của chúng ta và sự đóng góp của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin rất cảm ơn nhãn hàng máy lọc nước như đây đến từ Nhật Bản, từ Mỹ ạ.